Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình. Video này là nội dung tập 10 bộ phim hoạt hình Gia Thiên. Diệp Phàm đã bị một nam một nữ tấn công. Nữ nhân triệu hoán ra hai thanh kiếm lao lên công kích. Tên nam nhân cũng lập tức hỗ trợ đá một cước đẩy lui Diệp Phàm. Một người phía trước, một người phía sau giáp công, vậy nhưng Diệp Phàm đều tránh né toàn bộ. Anh tặng cho nam nhân một sút vào bụng và tặng cho cô gái một đấm vào mặt. Đúng là không có thương hòa tiếc ngọc gì cả. Hai bên cứ liên tục giao thủ, càng đánh thì bọn họ càng bị ăn đòn thêm. Sau khi cho hai người nằm hít đất, Diệp Phàm mới lên tiếng mỉa mai. Không ngờ khả năng chịu đòn của cả hai bọn họ lại kém tới như vậy, tốc độ ngay cả con chim cũng không bằng. Tên nam nhân vừa mới lên tiếng đáp trả, vậy nhưng còn chưa kịp dứt lời thì đã bị anh đá cho một cước ngất xỉu. Hành động này buộc tên Hàn Phi Vũ phải hiện thần. Diệp Phàm tỏ vẻ tức giận, bản thân mình chưa từng đắc tội với hắn, thế mà tên này lại cứ thích nhắm vào mình. Hắn ta cũng lớn tiếng đáp trả rồi triệu hồi ra bốn thanh kiếm tấn công. Diệp Phàm vội tránh né, bốn thanh kiếm được hắn điều khiển từ xa truy đuổi liên tục. Thân hình Diệp Phàm lặng lách tránh né, hết lần này tới lần khác. Anh nhanh chí nắm lấy một thanh kiếm, dùng nó làm vũ khí tấn công. Vậy nhưng lập tức bị Hàn Phi Vũ đánh phủ đầu, thân thể suýt chút nữa rơi xuống vực. Thấy bằng hữu gặp nạn, bằng bác vô cùng sốt ruột. Hắn cầu xin chim hạc đưa mình lên trên, vậy nhưng con chim này lại không nghe lời. Không còn cách nào khác, hắn đành phải cố gắng tập trung tinh thần. Quả nhiên cách này có hiệu quả. Rất nhanh chóng, bằng bác đã phá vỡ được lớp băng bên trong khổ hải để mở ra khổ hải, thực lực tăng vọt. Hắn lập tức lao lên trên giải cứu Diệp Phàm. Hàn Phi Vũ còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị bằng bác đánh phủ đầu. Khả năng của bằng bác là tạo ra một cái bao tay gọi là nắm đấm đại pháo, phù hợp với kiểu đánh cận chiến. Hàn Phi Vũ không kịp trở tay, thế là bị đánh cho sấp mặt. Chẳng khác gì một trái bóng tùy ý bị người ta đánh đập. Sau khi bị đánh bay tít xa đụng nát vô số gốc cây thì hắn ta đã vô cùng điên tiết. Giờ mặc kệ bằng bác có là mầm tiền do đích thân chồng buồn muốn bồi dưỡng thì hắn cũng muốn đánh. Hắn phóng ra nhiều thanh kiếm tấn công. Bằng bác dùng nắm đấm đối kháng trực diện với thanh kiếm. Diệp Phàm cũng không đứng yên quan sát. Hai người hợp lực đập cho tên kia một trận. Tới đây thì Hàn Phi Vũ phải sử dụng pháp bảo làm một khối thanh mộc. Pháp bảo biến thành siêu to khổng lồ đè xuống dưới, chèn ép cho cả hai chật vật. Hai người cố gắng đẩy ngược pháp bảo lên trên. Hàn Phi Vũ thấy vậy, liền huyễn hóa tạo ra vô số nhánh cây đè xuống. Nếu chẳng may bị đè trúng thì xác định là bị ép thành bã. Hai người lấy hết tốc độ lao nhanh ra ngoài, xông thẳng về phía Hàn Phi Vũ. Tên kia còn chưa kịp trở tay thì lại tiếp tục bị ăn đòn, cơ thể đâm vào tảng đá không đứng dậy nổi. Diệp Phàm nảy ra ý kiến cướp bóc, lục lọi lấy đi rất nhiều lọ bách thảo dịch. Hàn Phi Vũ phẫn nộ tột cùng vậy nhưng cũng không làm gì được. Thậm chí còn bị bẻ ngón tay và ném cắm đầu xuống hồ nước. Kiểm tra thu hoạch, lần này đúng là phát tài rồi. Tổng cộng cấp đoạt được hơn 100 bình bách thảo dịch. Diệp Phàm suy đoán tên Hàn Phi Vũ tới gây sự không phải ngẫu nhiên. Phía sau hắn nhất định còn có cao nhân. Bằng bác thì cho rằng như thế càng tốt, lần sau còn vơ vét thêm. Diệp Phàm cũng cảm thấy may mắn cho bằng bác. Lần này hắn mở ra được khổ hải cũng nhờ có tên kia. Từ sau khi mở ra khổ hải, hắn cảm thấy cơ thể vô cùng dồi dào, sức mạnh dùng không hết. Nói qua nói lại một hồi, hai người cũng hội ý nên xử lý đống bách thảo dịch đang bày trên bàn. Người khác cứ 3 tháng uống một bình, với số lượng này cũng đủ dùng cho chục năm. Bằng bác thì muốn uống hết một lượt luôn, như thế chẳng phải sẽ lập tức tăng mắc cấp. Nói là làm, hắn ta lập tức ngồi xuống sử dụng bách thảo dịch. Vừa uống lọ thứ nhất, liền cảm thấy hữu dụng, khổ hải trong cơ thể đã được mở rộng thêm không ít. Thế là hắn tiếp tục uống thêm. Diệp Phàm sau khi bị thuyết phục và rủ rề cũng chẳng quan tâm tới tác dụng nữa. Anh cầm lọ bách thảo dịch lên uống cùng nhau. Hai người cứ như vậy uống thuốc như uống nước lã. Khổ hải của bằng bác đã mở rộng gấp đôi. Vậy nhưng đi theo đó là một cơn đau bụng dữ dội, bởi vì tinh khí bên trong đã xảy ra hỗn loạn. Còn Diệp Phàm thì vẫn bình thường, không có chút hề hấn gì. Giờ bằng bác đã không còn dùng được nữa, cho nên hắn để số còn lại cho anh. Nói không chừng có thể tạo ra hiệu quả kỳ diệu nào đó. Sau một hồi thuyết phục thì anh cũng quyết định chơi liều dùng hết số bách thảo dịch trên bàn. Quả nhiên là có hiệu quả, bức tường kiên cố bao bọc bên trong khổ hải của anh từ từ nứt vỡ, để lộ ra một cánh cổng màu đỏ kỳ lạ. Cơ thể anh bạo phát một luồng ánh sáng chói mắt, hướng thẳng lên trời cao. Động tĩnh vô cùng lớn, đây chính là kiểm sắc hải khiếu. Như vậy là Diệp Phàm cuối cùng cũng thành công mở ra khổ hải, phá vỡ kỳ tích từ xưa tới nay. Và giờ đây, anh chính thức bước lên con đường tu tiên. Tập phim tới đây là hết rồi, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy đón xem nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!